Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vượt cuồng phong Thủy Tiên mang tiền tới miền Trung. Miền Trung chưa kịp gượng dậy sau đợt bão lũ lịch sử vừa qua thì lại phải đối mặt với cơn bão cuồng phong số 9, được dự đoán là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử lúc đổ bộ vào đất liền nước ta. Mưa lũ do bão số 9 sẽ bắt đầu từ sáng sớm thứ Tư ngày 28 tháng 10 ở Trung Trung Bộ, sau đó lan dần ra Bắc Trung Bộ và kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Lũ các sông ở miền Trung sẽ lại lên. Trong khi đó, trưa ngày 27 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng Công Vinh đã có mặt ở miền Trung bắt đầu đợt từ thiện thứ hai bất chấp cơn cuồng phong đang cận kề. Chuyên gia dự báo thời tiết Huy Nguyễn rạng sáng ngày 27 tháng 10 cảnh báo rằng bão số 9 đang tăng cấp và kêu gọi người dân sơ tán khẩn cấp. Đây là hình ảnh và tin bão khẩn cấp cơn bão cuồng phong số 9 do chuyên gia dự báo thời tiết Huy Nguyễn cung cấp vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 26 tháng 10. Chuyên gia này nhấn mạnh như sau: nếu lũ lụt vào nhà, bạn sẽ có nhiều thời gian để ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ. Nhưng nếu cuồng phong số 9 đến chỉ trong vòng một tiếng, bạn sẽ không có cơ hội gọi ai cứu mình khi đang trong ngôi nhà yếu. Vì vậy, hãy sơ tán. Tại thời điểm 1 giờ sáng 27 tháng 10, chuyên gia này cũng dự báo bão sẽ đổ bộ sáng sớm vào ngày 28 tháng 10, tức là khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng. Tầm bão đổ bộ là khả năng cao nhất, chính diện là Quảng Ngãi và hơi chếch Tây, Tây Bắc và phía Nam của Quảng Nam. Do bán kính của bão lớn nên Bình Định và Quảng Nam cũng có thể xem là vùng bão đổ bộ trực tiếp với cấp gió gần tương đương gió ở tâm bão. Cấp gió khi đổ bộ tại tâm bão dự báo từ 130 cho đến 165 km/h, tức là cấp 13, giật cấp 14 đến 15. Sóng biển có thể cao từ 8 đến 9 mét gần bờ. Vùng ảnh hưởng gió rất mạnh, vùng cách tâm bão từ 100 đến 200 km có gió cấp 12, giật cấp 13, gồm có Bắc Phú Yên, Đà Nẵng, Kon Tum. Vùng ảnh hưởng có gió mạnh, cách tâm bão từ 250 đến 300 km có gió cấp 9 đến 10, giật cấp 11, 12, gồm Huế, Quảng Trị. Trước sức mạnh khủng khiếp của bão số 9, chuyên gia khuyến cáo nhà cấp 4, đặc biệt là các khu nhà mới bị ngâm lụt ở các khu vực chống gió, dễ bị nó quật đổ, tốc mái. Vậy nên tuyệt đối không trú bão trong các nhà cấp 4. Đây là hình ảnh người dân ở vùng biển xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được sơ tán đến trường học tránh bão số 9. Không dồn đỗ tàu cá ở ven biển, nơi không có cảng biển được che chắn, bão có thể đánh bay các con tàu đánh cá từ dưới biển lên bờ hoặc lên ruộng đồng. Vào năm 2017, bão Demray đã đánh đắm và hư hỏng 1.141 con tàu ngay trong bờ. Vị chuyên gia này nhớ như in con số ám ảnh đó. Các tàu hàng cỡ lớn nên tránh xa đường đi của bão, không neo đậu cách bờ 1 hải lý, vì nơi đó sẽ có sóng cao nhất từ 7 đến 8 mét. Và hãy hàn chặt các mái nhà thô lơ bằng thép phi 6 trở lên. Không tránh trú trong các nhà cấp 4, nhà ngói và nhà thô lơ. Không đỗ xe dưới tán cây to. Không đi ra đường trong ngày 28 tháng 10 ở các địa bàn, các tỉnh ở trên. Và hãy tích trữ nhu yếu phẩm, điện thoại, sạc điện thoại dự phòng và sơ tán lên nhà bê tông cao tầng. Hãy tuân lệnh sơ tán của chính quyền địa phương đưa ra. Các địa phương cũng cần cung cấp đường dây nóng để hỗ trợ sơ tán. Và các địa phương cũng nêu kêu gọi các đội tình nguyện chuyên nghiệp hỗ trợ, ứng cứu và sơ tán người dân từ lúc này, không đợi khi xong bão mới cứu trợ. Một đồng, một sức cứu trợ lúc này sẽ có giá trị hơn 7 đồng, 7 sức khắc phục hậu quả. Ngay lúc này, hãy liên hệ với nhà hàng xóm có nhà cao tầng bằng bê tông để tránh lũ, tránh trú và nên sơ tán tại chỗ trong cùng thôn, cùng xóm, cùng khu phố. Những nhà ở ven biển nên sơ tán vào trong theo lệnh chính quyền. Và truyền thông Việt Nam cũng lan truyền đi thông điệp cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng với người dân đối phó với thiên tai hiện nay. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có cuộc họp khẩn cấp với các bộ ngành địa phương liên quan đến việc ứng phó trước khi bão số 9 đổ bộ vào miền Trung vào chiều ngày 27 tháng 10 tại Sở Chỉ huy Tiền phương Phòng chống bão số 9 đặt tại thành phố Đà Nẵng. Cho đến thời điểm trưa ngày 27 tháng 10, các địa phương ở miền Trung đang sơ tán khẩn cấp 146.866 hộ với 571.000 người. Trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế sơ tán 18.238 hộ và trên tổng số 63.768 người,
dự kiến trước 15 giờ ngày 27 tháng 10. Đà Nẵng thì sơ tán 35.000 hộ dân, trong đó có 140.000 người dự kiến được hoàn thành trước 15 giờ ngày 27 tháng 10. Và Quảng Nam sơ tán 37.000 hộ dân, Quảng Ngãi sơ tán 24.000 hộ dân, Bình Định sơ tán 8.000 hộ dân, Phú Yên sơ tán 8.000 hộ dân. Ông Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết, tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 10 đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 45.000 tàu trên tổng số 229.000 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 10, mưa lũ từ ngày 6 đến 27 tháng 10 đã làm 148 người chết và mất tích, trong đó có 130 người chết, 18 người mất tích, 1.009 nhà bị hư hỏng, 1.418 hecta lúa bị ngập, 7.800 hecta hoa màu bị ngập hư hại, 927.000 con gia cầm, gia súc đã chết và chết trôi, các tuyến đường vẫn đang bị sạt lở, trong đó ông đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, một số đoạn tại quốc lộ 12A, quốc lộ 9B, quốc lộ 9E, quốc lộ 15D, còn 11 điểm đang sửa chữa khắc phục, quốc lộ 49 còn 6 điểm hư hỏng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Và bất chấp việc miền Trung sắp phải vật lộn với một trong hai cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ca sĩ Thủy Tiên đã bắt đầu đợt 2 chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung do chính cô đứng ra vận động và quyên góp được số tiền lên tới hơn 150 tỷ đồng. Đây là hình ảnh cô ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng đi rút tiền ở ngân hàng để mang đến tận tay người dân bị lũ lụt. Trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên cho biết chuyến đi lần này có sự hộ tống của chồng cô, cầu thủ Công Vinh. Nhóm của cô đã có mặt tại địa bàn từ trưa ngày 27 tháng 10, một tốp thì đi rút tiền, tốp còn lại làm nhiệm vụ lọc danh sách người dân. Cô cho biết mới vài chục nghìn dân, vài xã mà đã hoa mắt, chóng mặt. Cũng theo thông tin từ cô cho biết, hôm 27 tháng 10, nhóm của cô đã trao tiền mặt cho người dân ở các xã Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng dân số tại huyện có 33.000 nhà dân bị ngập và kêu cứu trong đêm. Người dân ở đây bị ngập sâu hoàn toàn, trắng tay sau lũ vì đồ đạc và vật nuôi trôi hết. Đây là những hộ cực kỳ khó khăn nên Thủy Tiên đã trao tiền mặt để họ tái thiết lại cuộc sống. Thủy Tiên còn phát truyền hình live trực tiếp hình ảnh trao tiền cho người dân vào thời điểm 13 giờ hôm 27 tháng 10. Đoạn video dài 32 phút, sau 3 giờ đăng tải, video đã thu hút được 307.000 lượt yêu thích và hơn 50.000 lượt bình luận và 59.000 lượt chia sẻ. Cho thời điểm này, Thủy Tiên đã vẫn giữ được cái niềm tin của người dân cả nước gửi gắm nơi cô công tác cứu hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ năm nay. Nhà hoạt động xã hội Mạc Văn Trang nhìn nhận hiện tượng Thủy Tiên là một phép thử khách quan không ai chối cãi được. Ông viết, từ hiện tượng Thủy Tiên, ai biết suy nghĩ cũng phải tự hỏi tại sao người dân lại gửi tiền cứu trợ cho ca sĩ Thủy Tiên nhiều đến thế mà không gửi vào các quỹ cứu trợ của các hội đoàn do đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Câu trả lời thật rõ ràng, toàn bộ hệ thống chính trị đã không còn uy tín với người dân. Người dân đã chứng kiến quá nhiều điều mất uy tín từ hệ thống này, bao gồm quan liêu, quá nhiều tầng nấc, hình thức tuyên truyền, ban ơn, ăn chặn, ăn bớt. Như bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước từng nói, họ ăn của dân không chừa thứ gì. Đảng, nhà nước hãy tự trách mình và tự hỏi mình tại sao đã đến nông nỗi như vậy. Tất nhiên, đảng, nhà nước vẫn huy động được toàn bộ hệ thống chính trị đồng loạt hưởng ứng, góp mỗi người một ngày lương, xếp hàng bỏ vào thùng cứu trợ, vẫn huy động được các doanh nghiệp sân sau đóng góp những khoản tiền lớn và xuất kho bạc, kho lương thực dự trữ ra cứu trợ rất lớn, nhưng mua lại được niềm tin của dân thì khó lắm. Phép thử Thủy Tiên cho thấy chẳng còn mấy ai tin tưởng trông cậy vào cái hệ thống hội đoàn quốc doanh này nữa. Vì vậy kiến nghị hãy giải thể tất cả các hệ thống này, tổ chức lại theo luật tự do lập hội của xã hội dân sự, các nghiệp đoàn, các hội đoàn, câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự túc vì hứng thú và lợi ích cá nhân, không trái với pháp luật. Nhà nước chỉ quản lý các tổ chức phi chính phủ này theo luật pháp và hỗ trợ những dự án, những hoạt động mang lại lợi ích xã hội thiết thực. Khi toàn hệ thống chính trị không cùng mút cạn bầu sữa ngân sách nhà nước, sẽ có điều kiện tăng lương cho công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước để họ sống đàng hoàng, bớt dần hiện tượng làm nghề gì, ăn nghề ấy một cách bất hảo. Tóm lại, hiện tượng Thủy Tiên cho thấy cần có tư duy mới về sự hình thành các hoạt động của các cá nhân, nhóm, hội, đoàn theo phương thức xã hội dân sự. Cần giải thể các hội đoàn quốc doanh, tiêu phí sức người, sức của và những hoạt động hình thức phô trương, vô bổ, không còn sức sống, và ban hành luật tự do lập hội để phát triển xã hội dân sự theo phương thức
văn minh và hiện đại. Đó cũng là việc làm hợp lòng dân, hợp với truyền thống dân tộc, khơi dậy sức sống mới để chấn hưng dân tộc, phát triển xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 với bản tin Vượt cuồng phong, Thủy Tiên mang tiền tới miền Trung cứu trợ. Các bạn và quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.